Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ dẫn các bạn đăng bài xem chung video lên trên các nhóm Facebook mà bạn đã tham gia bằng phần mềm Plus. Việc đầu tiên các bạn mở phần mềm lên, đăng nhập vào trong phần mềm để có thể sử dụng các chức năng ở trong Plus. Có hai cách để bạn có thể đăng nhập vào trong Plus. Cách đầu tiên đó là bạn nhập email, số điện thoại và mật khẩu giống như đăng nhập trên Facebook thông thường. Cách thứ hai là bạn có thể login và cookie vào trong Plus, giúp hạn chế tình trạng bị checkpoint trên Facebook của bạn. Nếu bạn chưa biết cách login bằng cookie, bạn có thể click vào dòng chữ màu đỏ hướng dẫn login bằng cookie tránh checkpoint ở phía dưới của mục login thì bạn sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết để có thể login bằng cookie. Bây giờ mình sẽ login bằng cookie vào trong Plus. Sau khi đã login thành công, các bạn vào tab đăng nhóm. Trong phần phương thức đăng ở đây, các bạn nhấn chọn xem chung. Danh sách nhóm ở đây sẽ hiện ra danh sách của tất cả các nhóm mà bạn đã tham gia ở trên Facebook. Nếu danh sách này chưa được hiện lên, các bạn có thể click vào mục tải lại danh sách để tải lại danh sách những nhóm này. Click vào mục Member để hiện ra số lượng của những thành viên ở trong các nhóm mà bạn đã tham gia. Đồng thời, bạn cũng có thể lọc những nhóm mà bạn đã tham gia ở trên Facebook nếu bạn tham gia quá nhiều nhóm bằng cách click từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm vào trong mục lọc ở phía dưới. Chọn điều kiện thành viên, click lọc để có thể lọc ra danh sách những nhóm mà bạn đã tham gia có chứa từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm. Tiếp theo, nếu bạn đã có một danh sách các nhóm mà bạn đã lưu lại ở trong file, bạn có thể mở danh sách và tải lên trên Plus bằng cách click vào mục mở danh sách nhóm. Chọn file và tải lên trên Plus. Hoặc bạn có thể lưu lại danh sách những nhóm mà mình đã tham gia ra ngoài file ở máy tính của mình bằng cách click vào mục lưu danh sách, nhập tên và lưu lại. Bạn có thể sử dụng danh sách này cho những chức năng khác ở trong Plus. Tiếp theo, bạn nhập nội dung của bài viết mà bạn muốn đăng bài xem chung video lên trên các nhóm mà bạn đã tham gia. Bạn có thể thêm các ký tự R hoặc là V kép để ra đun biểu tượng mặt cười, tránh trùng lặp nội dung khi mà mình đăng bài. Và trong phần xem chung link video ở phía dưới đây, các bạn nhập link của video mà bạn muốn đăng bài xem chung lên trên các nhóm ở Facebook. Ví dụ, mình muốn mời bạn bè ở trong nhóm của mình xem chung video này. Mình sẽ sao chép địa chỉ liên kết của video bằng cách click chuột phải và thời gian đăng, chọn sao chép địa chỉ liên kết. Quay trở lại phần mềm. Dán. Và bạn có thể lưu lại video cùng bài viết này vào trong danh sách những bài đã lưu bằng cách click vào mục lưu bài viết. Như vậy mình đã lưu thành công. Bạn mở bài viết để mở ra danh sách những bài mà bạn đã lưu lại. Đây chính là nội dung và loại xem chung video ngày tạo. Bạn có thể kích chọn video bất kỳ, nhấn chọn để mở ra bài viết này. Mở thành công. Hoặc bạn cũng có thể lập lịch đăng tin để đăng những bài xem chung này lên trên nhóm Facebook của mình bằng cách click vào mục lập lịch đăng tin. Mục tab của lập lịch đăng tin được hiện ra, bạn chọn thời gian đăng. Ví dụ, mình sẽ để là ngày 3 tháng 8, thời gian mình sẽ để là 11 giờ 40 phút. Số lần đăng lặp lại, các bạn có thể chọn đăng lặp lại một lần hoặc lặp lại hàng ngày. Đăng từ nhóm bao nhiêu đến nhóm bao nhiêu, thời gian delay. Và chọn bài bạn muốn hẹn lịch. Click chọn để có thể chọn bài này. Nhấn thêm để thêm bài. Bài đăng hẹn lịch của bạn sẽ được hiện vào danh sách ở phía dưới, bao gồm thời gian đăng, lặp lại, nhóm bao nhiêu đến nhóm bao nhiêu, thời gian delay và bài viết. Bạn có thể lập lịch tương tự cho những bài viết khác ở trong danh sách những bài đã lưu của bạn. Thời gian đăng các bạn nên để từ 200 đến 300 giây để hạn chế tình trạng bị checkpoint ở trên Facebook của mình. Bạn có thể click vào mục đăng lặp lại sau khi đăng hết để có thể đăng lặp lại những nhóm mà bạn đã tích và số nhóm mà bạn muốn đăng. Bây giờ thì mình sẽ chọn những nhóm mà mình muốn đăng bài. Sau khi đã hoàn tất các bước trên, bạn click bắt đầu để có thể bắt đầu đăng các video xem chung lên trên các nhóm này.
trạng thái đang đăng nhóm. Và lịch sử sẽ thực hiện vào ô trống ở bên cạnh phần nội dung bài viết. Thông báo được hiện về. Đây chính là bài xem chung của mình. Mà mình đã lấy thành công. Mình sẽ quay lại nhóm thì các bạn cũng có thể theo dõi. Đang phát video xem chung. Các bạn có thể click vào mục Join Now và mời những người này cùng xem chung với bạn. Thành công. Đăng hoàn tất.